cố gắng cậy ơn Chúa để giữ cái vai trò của một người con mà Chúa mong muốn. Khó lắm quý vị ơi, rất là khó. Nhưng mà thực sự ra đó là một cái điều phước, cũng giống như cuộc đời của Sem và Japheth ở đây. Cha mẹ sai, đó là chuyện của cha mẹ. Cha mẹ làm chuyện sai, đó là chuyện của cha mẹ. Nhưng phận mình làm con, mình giữ đúng cái vị trí của một người con mà Chúa muốn. Và tôi tin rằng đó là điều mà Chúa ban và phước. Dĩ nhiên những lời góp ý chân thành hay là những lời nói trong cái tư cách của một người con đối với cha mẹ thì chúng ta cũng phải giữ đúng trong cái chỗ đó mà Chúa muốn. Cho nên đó là cái điều mà tôi nghĩ, tôi không biết quý vị có thích hay không cái món quà đó. Nhưng mà tôi mong rằng là không có một cái gì quý cho một người đàn ông trong một gia đình, một người cha trong một gia đình hơn là cái sự tôn trọng họ. Hơn là cái sự tôn trọng họ. Cho nên nếu họ là cha, gọi họ là cha, hãy dành cho họ cái sự tôn trọng xứng đáng với vị trí của một người cha, một người chủ trong gia đình mà Kinh Thánh dạy. Rồi có một cái điều mà tôi muốn nói thêm ở đây nữa trước khi kết thúc. Quý vị thấy trong cái tờ chương trình đó, tôi có để cái câu Kinh Thánh gì không? Tôi không biết sao nhưng mà tôi đọc câu Kinh Thánh này tôi cảm động lắm. Quý vị thấy tờ chương trình tôi để câu Kinh Thánh gì? Chúng ta cùng nhau đọc chung câu Kinh Thánh này quý vị. Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Quý vị đọc câu này có quý vị thấy thích không? Đọc chậm một chút nữa. Chúng ta thấy cái câu nói của người cha này rất là tôi thấy rất là thích. Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nếu mà muốn hết thảy của cha là của con thì phải ở cùng cha luôn, đúng không? Đó, cái câu này nói lên cái mối liên hệ giữa con cái đối với cha mẹ. Nhưng mà nó cũng nói lên cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nếu mà chúng ta ở cùng Chúa luôn thì những gì của Chúa là của chúng ta. Amen không quý vị? Nên đúng không? Cho nên nếu chúng ta ở cùng với cha mẹ luôn, cái điều này nói lên sao? Cái tấm lòng của người cha mẹ sẵn sàng cho con mình tất cả, không quý vị? Sẵn sàng cho con mình tất cả những cái gì mà họ có thể được. Nếu mà đứa con đó ở trong cái mối liên hệ với cha của mình. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa không tiếc chính con Ngài thì Ngài không tiếc điều gì cho mỗi chúng ta những kẻ thuộc về này. Tôi mượn cái ngày lễ cha này để nói rằng chúng ta có một người cha và chúng ta cũng phải có nhiệm vụ để có một cái mối liên hệ với người cha đó thật là tốt. Đó là Chúa của chúng ta. Đúng không quý vị? Là Đấng đã tạo thành chúng ta ra và chúng ta cần phải có một cái mối liên hệ tốt với Ngài. Tốt với Ngài. Cái câu chuyện này nó phản ánh đó là có phải mọi người con ở trong gia đình đều hiểu cha mình đúng như họ nên hiểu không? Không hiểu, đúng không quý vị? Một người con, người anh cả ở trong gia đình rất là lâu, làm lụng rất là cực khổ. Nhưng mà thực sự ra người anh cả này có hiểu cha mình không? Không, không có hiểu cho nên người cha mới nói cái câu này. Không phải là thực sự chúng ta ở lâu trong gia đình là chúng ta hiểu cha mình đâu. Quý vị nên nhớ như vậy đó hả? Không hiểu hết được đâu. Và không có khi chúng ta hiểu sai nữa, không có hiểu đúng về cha của mình ở trong gia đình. Nhưng mà cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể hiểu đúng. Và rồi cuối cùng tôi gửi cái điều mà tôi học được ở đây. Kinh Thánh Chúa Giêsu nói nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Một cái đặc tính mà tôi học được ở nơi đây đó là cái đứa con trẻ đó lúc nào nó cũng cần cha của nó, cha với mẹ của nó. Hồi mà gia đình nghèo thật là nghèo, ba tôi tìm mọi phương cách để mưu sinh á. Thì có lần đem ba anh em tôi lên trên rẫy ở Long Khánh để làm rẫy. Và quý vị biết á, cái thời đó năm 1970 mấy 80 đó, tôi nhỏ thôi. Và lên trên đó thì rừng hoang rồi rắn nó bò trên nóc nhà nè. Nó bắt chuột nó bò nóc nhà rất là ghê sợ. Tôi sợ lắm. Và tôi cứ nhớ hoài đó, những cái đêm á mà ba tôi đó mà đi làm lên trên rẫy đó, mà ở luôn trên rẫy đó, không có về kịp đêm khuya đó, là đêm đó tôi ngủ không được.
Đêm đó tôi ngủ được, tôi không cảm thấy an toàn. Tôi không cảm thấy an toàn. Tôi thấy, tôi không biết sao nhưng mà càng lớn đó, dường như mình cảm thấy mình không còn cần cha mình nữa. Không quý vị, càng lớn mình càng không thấy cần cha mình nữa. Cơ đốc nhân nhiều khi cũng vậy nữa, càng lâu mình càng không thấy cần Chúa. Mọi chuyện mình có hết trơn rồi, đầy đủ hết trơn rồi. Đúng không? Mình tự ấy, cho nên mình không có cần Chúa. Rồi con cái cũng vậy, nhiều khi thấy lớn lên rồi, mọi chuyện mình có thể làm được rồi, mình không có cần cha mình. Nhưng mà Kinh Thánh nói đó, là mình sẽ hưởng được nước thiên đàng, hưởng được phước khi mình giống như một con trẻ, khi mình vẫn giữ cái mối thông công, cái mối liên hệ, cái sự cần thiết đối với Chúa, và mình cũng sẽ hưởng được phước nơi cha của mình, mẹ của mình khi mình giữ một cái sự thông công. Đôi khi trong mắt của cha mẹ mình vẫn là đứa con nhỏ như ngày nào thôi. Dù mình bao nhiêu tuổi, dù mình có bao nhiêu con, dù mình có làm chức vụ gì, dù mình có bao nhiêu thế nào, trong cái mắt của họ, mình vẫn là con của họ. Cho nên đó là cái điều mà tôi mong là đôi lúc chúng ta đến với cha, với mẹ mình và đến với Chúa mình, hãy như là một con trẻ. Đừng có, bây giờ con lớn rồi con không cần ba nữa đâu, con lớn rồi con không có cần mẹ nữa đâu, và con được rồi, con ít có cần Chúa nữa. Thì đó là cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Nhân cái ngày lễ cha, tôi gửi đến quý vị những người cha ở tại đây. Có nhiều người không có đến nhóm hội thánh chúng ta như bà Việt Hương, thì bà gọi điện thoại và nói với tôi, xin mục sư nhắn lời với hội thánh rằng tôi xin kính mừng những người cha trong hội thánh và cầu chúc họ được đầy ơn Chúa, đầy sức khỏe. Tôi cũng nói đến quý vị ở đây, những người cha là những người mà Chúa đã dùng hình ảnh quý vị để nói lên tình thương của Chúa, là những cái sự diễn đạt cao đẹp nhất. Tôi gửi lời chúc mừng quý vị và cầu xin Chúa ban ơn cho quý vị những điều mà tôi chia sẻ với những người làm con ở đây. Tôi nguyện xin Chúa ban ơn và giúp sức cho chúng ta, để chúng ta cậy nhờ ơn Chúa có thể trở nên một người con mà Chúa mong muốn. Amen. Rồi, cảm ơn quý vị.